Xin chào các con vợ. Eo ơi, hôm nay mặc phố sao không? mày lại mặc Ok, hai có áo hay đấy? à? Vì làm sao? Vì lúc đấy đi qua cổng bọn sao đỏ định bắt tao nhưng mà không bắt được vì tao khoác ngay cái áo đồng phục vào rồi. Ôi, cởi tao với. Tao không cởi được cái áo này. Ok. À đây được rồi. Đấy, thấy tao thông minh không? Cô chi Trời nhuộm tóc đi ơi, học à? đây là tóc thật của em mà, em có nhuộm nhức gì đâu. Tại vì em bị máu xấu nên là tóc em mới như thế này. Đây này, cô nhìn này, tóc em đen xì này. Tóc thật của em mà. Tóc thật của em cô ơi, tóc thật ạ. À. Ôi móng với cả mi của em cũng là mi thật này. Cô nhìn này em giật này. Ôi có đứt đâu, có đứt đâu. Đây cô thấy chưa? À ơi, cho xin hai chục đi. Đi ăn sáng mày quên mất không lấy tiền ăn sáng đi Ok, mà. tí tao chuyển Đi, khoản cho mày ok nhá. xin. Thôi đi ra đi, hết giá trị lợi dụng rồi đi ra. Bây giờ ấy, ta xin mỗi đứa hai chục xong rồi. 200 đủ để ta làm bộ móng này. Kia, cho ta mượn điện thoại, ta quay cắp cắt giật giật đi. Cho mượn điện thoại livestream luôn nào. Tao mượn luôn ở cái hộp bút để tao để điện thoại vào đây. Không mà cô thu mất. Mày mà không ngồi cẩn thận đi á. Cô mà thu điện thoại là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tất cả mọi người em là chi ạ? Cái bộ móng này có đẹp không ạ? Chủ nhiệm đi rồi đúng không? Ok ok. Đây, chúng mày thấy tóc tao mới nhuộm xinh không? Nhi ơi, mở hộ tớ cái gói BB này được không? Tớ mở mãi không được ý. Tự mở này, đi. Mày không mở được thì thôi. Lần sau đừng bao giờ mượn máy thở của tao nữa. Đạt ơi, mở hộ tớ đi nè. Được rồi đúng không? Thôi được rồi, biến đi, tớ ăn một mình đây. Chúng mày ơi, sắp đến sinh nhật tao rồi, chúng mày góp tiền và tặng quà tao được không? Tao đang thích cái đôi Gucci này, ok lắm luôn đi. Có mấy trăm, 200 gì ấy thôi. Sinh nhật tao mày có tặng quà đâu? Thì bây giờ mày tặng đi, rồi năm sau tao tặng lại mày. Có đứa nào có khẩu trang màu đen không? Khẩu trang màu trắng này chả phố gì cả. Chụp ảnh đi. Con này, mày phải làm như này, che tay này, xong nhắm mắt vào. Như thế kia không phố. Nào, 1, 2, 3. Nhìn này mới phố, nhớ chưa? Lại nào, 2, 3.